Xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của iTennis Việt Nam. Trong ngày hôm nay tôi muốn nói đến một cái vấn đề của tennis, đó là cái sự phối hợp giữa cái quá trình tập luyện và thực chiến nó như thế nào. Thì ngoài cái việc mà chơi tennis thì tôi cũng có một cái sở thích nữa, đó là rất thích chơi môn cờ tướng. Thì khi chơi cờ tướng thì tôi rút ra một cái bài học nó như thế này. Đầu tiên là tôi chưa biết chơi thì tôi sẽ chơi học cách đi quân, học biết mặt quân này, thuộc nước cản này, biết hết mặt quân này, tướng sĩ tượng xe pháo mã, sĩ tốt, đúng không? Rồi đến tiếp theo là tôi sẽ học cách đi quân của từng quân, rồi học thuộc nước cản. Rồi sau đó là tôi học cách khai cuộc. Đấy. Ở trong cờ tướng thì nó sẽ có khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc, đúng không? Và sau khi học khai cuộc xong, biết đi quân rồi thì tôi chuyển sang tôi sẽ học cờ thế. Học cờ thế chỉ có mấy quân thôi. Học cờ thế để làm gì? Để tôi sẽ học được cách chiếu hết, để cách kết thúc một ván đấu nó như thế nào. Không thì cứ đi lung ta lung tung, không biết thế nào cả. Đấy. Thì sau khi học chiếu hết thì tôi mới lại quay trở lại, tôi lại luyện lại từ đầu. Thì trong cái tennis này nó cũng vậy. Đa số anh em mới chơi, sau khi chúng ta tập luyện xong, chúng ta vào sân thi đấu, nó gặp rất nhiều cái khó khăn, rất nhiều cái bỡ ngỡ. Lý do là gì? Chúng ta thiếu một cái sự kết nối, thiếu một cái cầu nối giữa bên này và bên kia, bờ bên này và bờ bên kia. Bờ bên này là cái gì? Bờ bên này là cái quá trình chúng ta vừa mới học tập, vừa mới luyện xong, chỉ có luyện cú quả, forehand, backhand, serve. Nhưng mà cái cách dùng vào nó vào trận đấu như thế nào thì chúng ta cũng không dùng được. Vậy cái bờ bên kia đó là chính là cái quá trình thực chiến của chúng ta. Chúng ta thiếu một cái cầu nối. Cầu nối ở đây nó là gì? Là chúng ta phải gắn kết, chúng ta phải có thêm một cái bài tập tình huống thực chiến trong thực tế đấy. Chúng ta phải áp dụng kỹ thuật chúng ta đã học vào trong cái trận đấu nó như thế nào, thì chúng ta phải học từng tình huống bóng. Đa số anh em chúng ta là luyện tập, kể những người chơi lâu năm nhé, chúng ta luyện tập đa số là chúng ta sẽ luyện tập kiểu rời rạc từng cú quả riêng biệt. Chúng ta tập forehand là chúng ta cứ đánh forehand suốt, rồi xong lại quyền trở sang đánh trái suốt, cứ đánh đơn điệu như này. Không phải đấy, chúng ta sẽ có tưởng tượng ra một cái đường bóng, nó sẽ gồm có này, forehand này. Chúng ta cứ tưởng tượng ra bây giờ chúng ta sẽ đánh một cú trả ra bóng cho đối thủ bằng forehand. Đấy, sau đó đối thủ sẽ dồn vào trái ra thì chúng ta backhand của chúng ta sẽ trả lại. Sau đó chúng ta ép sâu, chúng ta lên lưới, chúng ta lên để bắt volley. Volley vị trí thứ nhất, volley vị trí thứ hai, áp lưới dứt điểm nó như thế nào. Thì chúng ta phải luyện tập theo từng thế đánh như thế, từng tình huống bóng thế đánh như thế. Một thế đánh nó gồm nhiều cú quả liên tiếp, forehand, backhand, smash, volley, nó liên tiếp nhau tuần hoàn như thế đến khi bóng chết thì thôi. Đến khi quả bóng đi dừng à, thì chúng ta lại quay lại từ đầu, để chúng ta lại luyện tập từ đầu. Có thể bắt đầu một cái bài tập, ví dụ như tôi nói này, anh em có thể tập cái bài là đánh trận, đánh đơn giả định. Đánh trận giả, đánh đơn thì chúng ta sẽ có này, đầu tiên chúng ta sẽ giao bóng, đúng không? Giao bóng rồi bên kia trả vào forehand, rồi sau đó chúng ta lại ép vào trái của đối phương sẽ đánh vào backhand của chúng ta. Chúng ta lại trả lại backhand của đối phương và chúng ta sẽ tiến hành lên lưới, ép sâu hoặc ép top spin cồng cao đối phương để chúng ta lên vị trí thứ nhất để chúng ta đón cái cú đánh thứ nhất của đối thủ ở cái vị trí box serve, tức là cái vị vạch phát bóng đấy, là chúng ta sẽ đứng trả thứ nhất
là volley một cú gài sâu về phía đối phương, tiếp theo đó là chúng ta sẽ áp lưới và một cú volley dứt điểm, có thể volley dứt điểm hoặc có thể là cú smash. Vậy cái vấn đề ở đây là chúng ta phải kết hợp giữa cái những cái gì luyện tập chúng ta luyện tập được và những cái gì chúng ta phải đánh ở thực chiến. Vậy chúng ta sẽ phải tạo ra một cái sự kết nối bằng những cái bài tập tình huống giả định, gồm có những tình huống gì? Tình huống giả định trong đánh đơn và tình huống giả định trong đánh đôi. Trong đánh đơn thì đa số là chúng ta sẽ di chuyển ngang, đánh phong backhand forehand và ít khi có lên lưới, ít khi. Và tình huống giả định ở trong đánh đôi thì chúng ta sẽ di chuyển, đa số là chúng ta sẽ phải kết thúc điểm, ăn điểm ở trên lưới, vị trí đứng gần lưới. Thì chúng ta phải luyện tập nhuần nhuyễn cái tình huống giả định ở trên lưới này bằng cách di chuyển chéo nhiều, giao bóng lên lưới, trả giao bóng lên lưới đấy, chứ đừng có lên lưới giao bóng đấy. Đa số bây giờ là có một cái món mới gọi là lên lưới giao bóng, thì chúng ta không nên học cái trường hợp này. Vâng, vậy thì trên đây thì tôi đã vừa trình bày cho anh em một cái kinh nghiệm này cũng là chính là bản thân tôi. Ngày xưa tôi cũng chơi tennis là 14 năm rồi, 14 năm rồi, lúc đầu cũng như thế, vào trận đấu thì có gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái bỡ ngỡ rồi là mọi thứ, nhưng cái quan trọng nhất, khó khăn nhất là chúng ta áp dụng cái kiến thức chúng ta đã học. Chúng ta cứ gọi là kiến thức đi, nó có một cái quy luật chung, cái môn gì cũng thế. Như người Việt Nam chúng ta là giỏi lý thuyết nhưng mà cái thực hành thì hơi yếu, bởi vì chúng ta không có cái quá trình là để làm những cái thí nghiệm, chúng ta không có như bác Hồ nói là học phải đi đôi với hành, học phải đi đôi với hành, học cái hành ngay, học cái hành ngay, nhưng chúng ta học một đằng mà chúng ta lại hành một nẻo, đa số như thế. Vâng, vậy trên đây thì tôi vừa giới thiệu với anh em một cái kinh nghiệm cho tất cả những người mới tập chơi, chúng ta có thể rút ngắn được cái sự bỡ ngỡ khó khăn khi chúng ta vừa tập luyện kỹ thuật xong là chúng ta có thể vào thi đấu được ngay. Vâng, nếu anh em cảm thấy video có ích thì chúng ta sẽ để like và để lại comment để YouTube, cái Google đấy sẽ đề xuất cho chúng tôi, ưu tiên chúng tôi hơn, để chúng tôi có động lực để chúng tôi làm những cái video tiếp theo sẽ hay hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại. Chúc anh em thành công.